Hôm nay tôi quay lại với một chiếc bánh rất xinh, rất ngon. Cách làm thì không khó lắm nhưng mà lại hơi rườm rà một tí. Nhìn thế này thì các bác đã biết đây chính là cinnamon roll, bánh quế quận rồi đúng không? Để chuẩn bị làm bột bánh thì tôi sẽ đi trộn hỗn hợp ướt trước, gồm có sữa, bơ, đường, trứng và men. Với phần bột khô thì tôi sẽ cho thêm một ít muối vào đây. Điều quan trọng là mọi người không được cho men gặp trực tiếp muối, nếu không thì men nó sẽ không hoạt động tốt. Các bác sẽ phải nhồi sơ phần bột trước, sau đó đem ra bàn để nhào tiếp. Cái này mà có máy nhồi bột thì sẽ khỏe hơn rất là nhiều, nếu không thì các bạn sẽ phải nhào trong tầm từ 10 cho đến 15 phút cho đến khi được một khối bột mịn như thế này. Các bạn sẽ cho bột nghỉ trong khoảng 1 tiếng và để nó nở gấp đôi là được nhá. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta đi chuẩn bị hỗn hợp bơ, đường với cả bột quế. Bơ thì các bác đun chảy, đường thì có thể sử dụng đường nâu hoặc đường đen cho nó đẹp, còn nếu không thì cứ sử dụng đường trắng cũng được, không sao cả. Sau 1 tiếng nghỉ ngơi, cái phần bột nó như thế này là đạt này. Đó. Các bác ấn cho nó xẹp bớt cái phần bọt khí ra. Nở chuẩn là từng cái thớ bột nó sẽ tạo thành những cái dễ che như thế này. Nó tiếp tục đem ra bàn và nhồi sơ sơ khoảng 3 5 phút gì đấy thôi cho nó hết cái phần bọt khí đi là được. Dụng cụ bắt bột mà các bác phải có để chính là cây lăn bột nha. Bởi vì chúng ta sẽ đem dàn cái khối bột này ra thành một hình chữ nhật thật là rộng, thật là to. Sau đó thì đem phết cái hỗn hợp bơ đường quế vừa nãy vào này. Các bác dán mỏng phủ kín cho tôi toàn bộ cái phần mặt bánh, sau đó từ từ cuộn nó lại. Các bác cố gắng cuộn chặt tay thì lát nữa cái từng cái thớ bánh ấy trông nó sẽ đẹp. Chúng ta sẽ dùng chỉ để cắt bánh nhá, đừng dùng dao hay kéo mà nó dễ nát lắm. Các bác cứ cắt thành từng khúc như thế này này. Như tôi thấy là tôi cắt hơi bị to quá ấy, cái nướng bánh ra thì nó nhum kiểu khổng lồ ấy. Nào thì ăn khẩu phần bé bé thì có thể cuộn nhỏ lại rồi cắt nhỏ lại nha. Khi mà đã xếp vào khay thì các bác vẫn phải tiếp tục ủ thêm khoảng tầm 30 phút nữa nhá. Khi đem đi nướng thì phết sơ qua phần mặt bánh với một ít bơ. Với công thức này tôi làm được 2 khuôn, nướng ở nhiệt 175 độ trong vòng 25 phút. Phần sốt ăn kèm thì tôi thấy là dùng với kem cheese nó khá là hợp đó. Bánh bên ngoài giòn giòn, các thớ bên trong vẫn rất mềm, thơm ngọt và đậm mùi quế. Chúc các bác thành công.